gái đủ quý giá hơn sinh mạng của tao. Ba ơi, đi học sẽ có nhiều bạn hả ba? Tại sao lại là con của nó? Vậy chỉ để một bàn tay nó sao? Nó sẽ đi tìm. Không thấy con trai tao thì không ai tìm thấy mày. Anh đừng làm điều gì nguy hiểm. Tao với mày sẽ còn săn đuổi nhau nếu thoát được ra khỏi đây. Kết thúc cho con nó đi.